của mình, bạn bác đang đến cũng kính rồi ha. Dạ, cảm ơn bạn bác rất là nhiều nha. Trong chương trình hôm nay thì sẽ có sự tham gia của nhiều anh chị em nghệ sĩ. Nãy giờ bọn bác đã xem được bạn Võ Lê My rồi ha. Dạ rồi bạn anh Bằng. Dạ rồi, ngoài ra còn các anh chị nghệ sĩ cũng đã tới ở phía sau cánh gà rồi để chuẩn bị phục vụ quý bà con cô bác. Quý bà con bác mà yêu mến nghệ sĩ nào thì mình có thể đi từ từ người thôi, đừng có đi đông quá, để mình ra phía sau mình chụp hình giao lưu. Dạ. Tiếp tục chương trình hôm nay thì mình sẽ cùng đến với một tiểu phẩm. Dạ. Không ai mở mic nó nói mà nghe mở mic vô cho cái con cái bà mập mập ở phía sau kìa. Kỳ đông quá trời quá đất rồi, trời ơi ông cháu ơi. Sao mà ngày nào em đi kiếm chồng em cũng đi lạc vô trong hộ quán của sao bị vô vậy đó. Em vô chồng đi. Cái bà này bà giữ lên. Thôi em biết. Ông mua bán đi đâu mà đông quá. Ủa anh Cương Dừa lên đây với anh nè. Ủa anh Cương Dừa. Con gái đứa gì đâu đi đi la làng ở sớm vậy? Đâu có đâu em, đi kiếm chồng em. Kiếm chồng tưởng kiếm con không chứ. Anh Cương Dừa trời ơi, lâu không gặp anh. Trời sao nay đẹp trai quá vậy? Sao bữa nay em bự quá vậy? Có duyên. Có duyên. Đi đâu kiếm chồng hả? Kiếm chồng mà sao? Thôi đi, giờ em thấy anh rồi thôi không kiếm nữa, anh đi về nha. Trời, cái thứ gì kỳ mấy trai mà quên chồng luôn vậy? Dạ ở đây kiếm chồng phải không? Kiếm chồng. Tiền chồng em sao mà ngày nào nó cũng đi nhậu nhẹt chứ vậy? Thì đó anh gỗ lắm, anh ngày nào nó cũng đi nhậu nhẹt chứ. Phải chi mà ngày xưa anh tỏ tình với em đồng ý em lấy anh làm vợ, em được đứng em dẫn chương trình rồi. Cũng hên, tại hồi đó trong xóm hết gái rồi, còn mình bả tỏ tình, bả không chịu, xong cuối cùng cưới được cô Ngọc. Không có cưới em, chứ cưới em là chết anh luôn rồi. Không dám đâu em, cô Ngọc là cũng cạnh tranh nhan sắc chứ, nó bộ em cũng đẹp có cô Ngọc chứ bộ. Vậy hả? Bây giờ kiếm chồng em phải không? Đúng rồi. Để chỉ cho. Nó đâu? Nó chồng nó gầy sầm, nó nhậu nhẹt ở trong á. Đó trời ơi, thấy chưa, nó chồng con mà tối ngày nhậu nhẹt không biết. Lấy anh là được rồi. Trời ơi sao giờ đẹp trai quá vậy? Không mấy giờ em bỏ nó luôn, em theo anh được không? Thôi không được. Không được hả? Anh thương vợ anh lắm. Ừ. Kỳ vậy trời, sao mà thì lấy em thêm có sao đâu. Lấy gì làm vậy? Về nhà. Trời ơi em làm được nhiều cái lắm à. Về đi. Làm gì? Làm được nhiều cái lắm. Cái gì? Kể cụ thể nghe coi. Lấy về đi. Giờ đâu có bằng ruộng nữa đâu mà lấy về kéo cài. Anh là em con gái chứ phải con trâu đâu mà kéo cài. Thì anh không ý nói là sức em khỏe. Không? Hồi xưa anh cũng kéo cài mà, kéo cài hay thâu á. Thôi thôi, kỳ quá không lấy thôi, ghét quá. Thôi đi vô kiếm chồng đi, để nó xỉn say á. Rồi, bữa nào gặp cà phê nha. Cà phê. Để em xin phép cô Ngọc chứ không sao đâu. Bữa nào lên, phía sau có trời. Trời ơi, chị Ngọc chị biết em quá trời. Trời ơi, ông đi vô đây ông chết tôi. Trời ơi, có những gia đình đó, tối ngày xào xáo. Bởi mấy ông chồng lo nhậu nhẹt, không lo cho vợ con. Đó, còn không biết đi kiếm gặp không nữa, thôi chạy trốn đi, để hồi ở trong quýnh lộn cái tay dĩa ba chén trúng đầu mình mẹ chán nữa. Trời ơi tôi bắt gặp ông ở đây rồi, trời ơi ông nhậu nè, quá trời quá đất rồi. Đây là trời ơi nè, trời ơi, trời ơi, trời ơi nó giết tôi đây nè, trời ơi ông đi ra đây, trời ơi quá trời quá đất rồi, tôi bắt gặp ông rồi tại trận rồi. Bữa nay tôi không biết là tôi sẽ có bỏ ông không, còn ông tốt nào coi chồng con mà bỏ vợ bỏ con đi nhậu vậy coi được không? Bây giờ ông đứng dậy đi, không nói cái gì hết trơn đó, trời á. Bây giờ ông đứng yên nghe chưa? Trời ơi đó bà con cô bác coi chồng con có vợ đẹp như vậy, nó có vợ ngơi ngơi như vậy mà nỡ lòng nào bỏ vợ đi nhậu. Đó cái này là có vừa đánh chưa, bà con có đánh đánh không? Trời ơi đánh đánh đúng không bà con, đánh được không? Đã đánh đúng không? Trời ơi bà ngoại mới cho đánh rồi. Trời ơi ông ăn ăn rồi, trời ơi có nào ăn tối chỗ ông với tôi. Trời ơi khoan 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 cái gì? Trời ơi tôi hỏi bà là bà đánh sướng tay chưa? Trời ơi tôi xin lỗi ông, mà tôi mới chỉ đánh có mấy cái thôi, tôi còn quánh ông một cái. Anh Tư. Trời ơi. Ủa sao anh là anh Tư thì đã giờ tự nhiên chỗ em đang đánh chồng em anh nhào vô chi vậy? Bà đánh túi bùi rồi bà xách tay tôi ra đây. Là sao rồi? Sao nãy giờ không la lên? Trời ơi bà ở cái làng này á, mỗi khi cái đài của bà phát thì có ai dám chung tần số đâu.
nó nói kỳ cục, người ta đàn bạn gái làm với em hủng hậu lắm, nó mỏi em quá trời, cái mỏi em hiền lạnh chết rồi, nãy giờ có nói gì đâu, có chửi ai, có đánh ai gì đâu, làm em hung dữ lắm vậy. Chồng ta cứ đi nhậu hoài vậy, chồng em đâu? Chồng bà nó đang đắm đuối với cái bình rượu chuối ở trong kia kìa. Trời ơi em xin lỗi anh nghe, mà anh đánh quá trời sao không anh? Hả? Sao không? Không sao, quen rồi. Sao vậy? Bà không đánh thì lát nữa về vợ nó cũng đánh hả? Trời ơi, chứ không đâu. Vậy là bà vợ ông cũng cỡ em đó. Trời ơi, mà tối ngày cũng đánh là cho vừa cái tật của anh, sao tối ngày ăn nhậu hoài vậy? Thì rủ chồng em hoài. Trời ơi, chồng bà dễ dụ của ta, như con nít lên ba vậy đó, dụ cái đi liền nè. Bà quên á, nó là được mệnh danh là thần cồn nghiệt vườn, với cái tuyệt chiêu là phá mồi thần trưởng. Thôi đi đến đâu là nó càng quét mồi đến đó. Thôi đi, đừng có nói xấu chồng em, anh cũng có tốt lành gì đâu. Bà vợ không có kiếm ông mà chịu vợ kìa. Vợ không kiếm thì làm giống môn gì đó vậy? Tát mồi. Làm sao? Lát nữa về á, nó cũng tát cho tứ về, nên là tát trước cho nó đỡ đau. Là tát trước vậy đó hả? Nổi, bà đứng đầu ngõ kìa. Vợ ông đứng đầu ngõ rồi. Chạy lên, chạy lẹ. Để làm cái gì nữa vậy? Trời ơi, chui lỗ chó. Trời đất ơi, nó thấy ghét không? Thì gốm không? Nó tối ngày ăn nhậu riết rồi bây giờ vợ tới chui lỗ chó có nhục nhã chưa? Ủa rồi còn thằng chồng em nó đâu rồi? Trời ơi kìa, là sao tôi đi lách lộn hoài vậy? Ông ở đâu rồi? Nè, thầy đất ơi, tự nhiên đang nhậu nghe tiếng vợ ông Lộc. Mà thầy đất ơi, thầy làm gì đây ngồi đông trước ta? Có nhậu chung không? Vỗ tay cái à, dễ thương quá. Dạ bà con ơi, mới nghe tiếng vợ em đây, bà con thấy vợ em đâu không? Nghe tiếng cái hình nó như dông vậy, nghe vòng vòng không à. Vợ ơi, đâu rồi? Trời đất ơi, ma hay gì má? Ủa ai đây? Trời đất ơi, bà vậy đó thiệt á. Nội tôi tưởng mình xỉn, nghĩ sao cho chiêu đào đương đào bự bệnh kia vô. Mỗi đàn má 50 vô đi em, bữa nay anh có một mình anh ôm em không nổi đâu. Để bữa nào đi ba thằng ôm mới nổi em. Ba thằng em vô cái ba thằng trời ơi là trời. Hiểu không đủ thêm đây nè, thêm chân vô đi em nghe không? Xe hủ lô vô đi má. Trời ơi, okay, thiệt á ông nhậu tư ơi. Tư nhìn em cũng ngon lành mà nó đưa có 150 vậy trời. Trời ơi, vợ em ngon lành quá trời mà, cho biết bà con cô bác coi cho nó ăn nhậu đấy, bây giờ nó lú rồi, có con vợ của nó cũng không nhìn ra. Được rồi, em có cách cho nó nhìn ra liền. Ông bước vào đây, anh đầu cho em gửi 150 ráng lấy nha. Đâu rồi, nghe vợ lộn lộn rồi không biết. Đây, sao đó không? À! Lực điền vậy là vợ tôi phải. Nhận ra chưa? Trời đất ơi, quân ba dương. Quá trời ông rồi. Chứ gì vậy? Thến tiếc rồi. Tối ngày đi ăn đi nhậu bỏ vợ bỏ con. Sao đâu có đâu, anh đi chơi. Ông yên, hồi nãy tôi mới nghe ông nói con đào. Con đào là con nào? Con đào là con vợ đó. Không, tôi không phải tên đào, tôi là Cẩm Tú Cầu. Trời ơi, đào với Cẩm Tú Cầu cũng là qua với nhau hết trơn rồi. Tôi kêu cái gì cũng được á. Tôi nói ông còn trả theo của tôi nữa hả? Về đây. Làm gì? Trời ơi, vô này chết theo đâu bự vậy? Tôi giả hơn bây giờ à? Bây giờ sao? Hả? Sao mà cứ trốn nhà đi nhậu vậy? Bữa nay là tới ngày lương rồi, đưa lương nghe coi. Mới mua rồi. Nhiều? 150 đó. Trời. Ông giỡn mặt hả? Hả? Giỡn mặt hả? Vậy sao lương của ông bằng tháng có 150? Trời ơi, sao mệt bà quá, gặp bà vợ chồng là sống với nhau gì cái tình nghĩa không? Chứ đâu phải sống với nhau gì là cái tiền bạc, gặp nhau là bà cứ tiền. Nó bắt cười ông quá à, ở đó mà không còn tiền hả? Không biết rồi, bây giờ cả cuộc sống này là phải còn tiền. Nó nói hả, tiền ra tiền tôi nôi nè, đám hỏi đám cưới nè, tiền thuốc, tiền sữa, tiền trả, tiền ra, tiền kiệm nè, muốn mua một cái thuốc sức lát thì cũng phải còn tiền. Trời đất ơi, mở miệng ra là bà cứ tiền hoài. Tôi nói thiệt với bà nghe, mình á, mình vợ chồng với nhau ngày xưa tôi lấy bà đâu có như vậy đâu. Mà bây giờ mở miệng ra là bà tiền. Bây giờ tôi hỏi bà nè nghe không? Hỏi cái gì? Tiền thì yêu để làm gì? Mọi người cứ hỏi nhau vui thiệt vui. Cuộc sống này cần tiền, làm gì cũng bằng tiền. Vì nhiều tiền thì thấy sướng như là tiền. Tiền là tiếng la Phật, tiền là sức bật tình yêu, tiền là thước đo tuổi trẻ, tiền là sức khỏe người già.
người ta đã đổ xương máu nước mắt mồ hôi để đầu ra lấy quy quyền. Trước kia tôi cũng từng nắm trong tay tiền thuốc bạc vàng, kẻ hạ người hầu giờ thế phong quang. Nhưng chờ đợi phút chốc mộng tiêu tan, chờ tình giấc thì mới biết đây là hiện tại. Hiện tại ta là một con người thừa thãi, không cắt, không xung, không mà không ở quyền. Tôi nói nghe nhà tôi lấy hai cái bông này tôi làm vốn nha. Tôi đi vàng áo bóng vàng biết đây tôi. Mà làm gì để nhiều tiền, mỗi người cứ hỏi nhau cứ việc vui. Một sốc này cần tiền, làm gì cũng bằng tiền. Vì nhiều tiền thì thay xưa như là tiền. Tiền là tiếng la Phật, tiền là sức vật tình yêu, tiền là thước đo của tuổi trẻ nào, tiền là sức khỏe người già, tiền là hoa la hoa, tiền là mặt sống của người ta. Tiền giống như tờ giấy, không tiền chết lấy ngoại ẩu. Đời ai cũng có lúc có lúc đến khi ta hết tiền, chẳng muốn ai làm phiền, một mình tâm trí yêu. Tiền tiền là tiếng la Phật, tiền là sức vật tình yêu, tiền là thước đo tuổi trẻ ngang ông, tiền là sức khỏe người già, tiền là hoa la hoa, tiền là mặt sống của người ta. Tiền giống như tờ giấy, chết đấy người ẩu. Tiền là hoa la hoa, tiền là mặt sống người ta, tiền giống như tờ giấy. Mệt quá, ca nãy giờ không ai cho tiền nữa. Nhưng không có tiền là chết đấy người ẩu. Dạ mệt quá, cảm ơn bà con. Kệ vỗ tay không cho tiền cũng được nữa, vỗ tay lớn lớn thế nữa. Dạ luôn á. Ơ, cái gì vậy? Cháu ơi, bộ ai cháu ơi? Cái gì ông nội? Ai vậy? Ủa anh Tư, vợ mày bị bắt ở trên xã rồi. Trời đất ơi, bộ làm gì bị bắt lên xã? Thì nó qua nhà thầy Tư đi xem bói á. Vừa mới xòe cái tay ra, công an còng tay bé lên rồi. Trời ơi, tôi nói bao nhiêu lần rồi, vợ ơi vợ, cảm ơn anh nhiều nghe, để tôi lui tôi lên tôi bảo lãnh nó về. Trời ơi, tôi chán con nhỏ này thiệt chứ vợ. Trời ơi, má ơi má, hồn ma bóng quái hả mẹ? Tội lỗi. Cái gì vậy? Tự nhiên cái đang đi qua bối mới bắt lên xã luôn. Trời ơi, tôi vô chuyện bảo lãnh ta, sao mày về đây rồi? Tôi khóc quá, mấy ông nói khóc thì ghê quá, nhức đầu quá, mấy ông đuổi về. Tôi nói bà bao nhiêu lần rồi hả? Tại sao bà cứ qua nhà ông thầy Tư và có bói hoài vậy? Thì tại tôi nghe ông có cái bùa gì hay lắm, tôi định lên tôi xin bùa, xong rồi tôi xin bùa ông cho ông bớt nhậu. Mẹ mẹ con nói mẹ nghe nè. Vậy ông ngoại nó nhậu hơn không đúng má. Ủa gì hả? Nó nghĩ sao mới lên mới xin bùa cho cô bớt nhậu. Trời đất ơi, bao nhiêu lần rồi, lần trước cũng vậy, bà con biết xong ra đây kể chuyện bà con nghe. Vậy nữa. Hôm bữa cũng qua nhà thầy Tư, nghe qua bển cho bói, nghe ông phán phán sao cái tháng này tháng xui. Ông kêu về nhà thả cá phóng sanh, cũng nghe lầu lắm, bưng thau cá, cá lòng tâm, cá mây màu đủ thứ nghe, để thau cá chuẩn bị đọc kinh. Người ta đọc kinh bình thường không chịu, nghe gì nè, đọc kinh cá bơi trong nước, nước lùm bùm lúc tay cá nghe mà xách cá lên gì nè, xách cá lên gì đó, cỡ đó đó, tao đọc kinh, đứng live stream, đọc comment không à, đọc cỡ 4 tiếng buông ra cá khô luôn. Thì nhờ vậy ông mới có cái cá khô nhậu đó, có màu trời đó. Đất ơi, cái này tôi nói thật với bà nha, cái lo cá khô này là tôi nhậu là để nuốt cái nghiệp cho bà đó, bà hiểu không? Cho bà tối ngày bà không nghe lời tôi không à, bà có nhớ cái chuyện mà bữa giờ tôi kể bà nghe không? Chuyện gì? Trời ơi, cái chuyện của cái bà đâm ồn quá, bà đi có bói bên chồng thầy Tư bà không nhớ hả? Trời ơi, nghe đây, nghe đây, nghe đây, sẵn kể bà con nghe nè, nghe nè. Nghe kể chuyện ở sông dưới có bà Năm Ù đi tuổi lâu thì tư hết một cô gái dòng luôn. Ủa chị nghe dạ chưa? Bà nghe chưa? Hả? Ở bà tôi chứ sao giờ chửi bây bà? Giờ nè tôi hỏi bà nè, bà đem tiền cho ông thầy Tư bao nhiêu? Ít à? Ít là bao nhiêu nói tôi nghe đi thôi, ít đó.
tính cũng được, nói đi con nhiêu. Năm chỉ. Gì vậy mẹ? Tại đó đi coi bói đưa năm chỉ. Ê, ông kêu đưa nhiêu, đưa nhiều. Bây giờ tôi nói bà nghe, bà mà không có bẩn bà đồng lại nghe, tôi quýnh gọt nái bà ốm nhát luôn bà tin không? Thôi phải đi với tôi được không rồi? Bà đi liền, tôi lộn gặp bà. Trời thưa mẹ này. Trời ơi trời, mà không có thích đi không? Nghĩ sao đi coi bói, đi coi bói gian banh về coi nhau năm chỉ bạc. Quá trời tức rồi, dạ vỗ tay cho em gái đi à. Hey. Nghe kể chuyện ở sông dưới có bà năm ồn đi chữa bệnh ở sông trên nhà ông thầy tư nhân. Thầy phán rằng bị ma nhập bệnh này nguy cấp. Thầy phán rằng cho xem thường phải mau chữa gấp. Anh biết sao không? Bà năm ồn cầu xin thầy ra tay trừ tà. Chứ mau hết bệnh nào cũng là chuyện nhỏ mà thôi. Mừng trong lòng chấp phen này bốn thầy chúng mắng. Vâng à, trong lòng xong vụ này giấy này cho chăng. Dạ em cũng không. Thiên linh linh, địa linh linh, câu lý thầy tư nhanh nhanh khói khói thầy ra là hừ hừ. Thiên linh linh, địa linh linh, có bà năm cù có khói nhạc nhạc thầy hỏi ồ ồ ồ ồ ồ ồ phèo phèo. Thiên hổng linh, địa hổng linh, xuôi khiến thầy tư đưa con nước mép bà năm ập liền. Thiên không linh, địa không linh, bà năm xuôi lớn thầy tư hết một con cơi trong luôn. Liền mất thật mạng đâu dám tan giang. Đồng mộng hài vui xa lánh ai ơi. Liền mất thật mạng đâu dám tan giang. Đồng mộng hài vui xa lánh ai ơi. Thiên hổng linh, địa hổng linh, xuôi khiến thầy tư đưa tôn nước phép bà ngoại ập liền. Thiên hổng linh, địa cũng hổng linh, bà năm tuổi lớn thầy tư hết một cuốn vôi trong luôn. Dạ vỗ tay đi à. Dạ cảm ơn quý bà con rất nhiều. Sao vậy? Tỉnh rồi vậy? Đã mang thuốc. Tỉnh chưa? Dạ. À, tao bỏ nhậu rồi, mày cũng bỏ nhậu đi, lo cho vợ con. Trời đất ơi, bây giờ ông thấy vợ tôi đâu không? Hả? Ông thấy vợ mày nó đi đến lộn rồi. Trời ơi. Nó đòi tiền, nó đòi vàng nữa, nó đánh lộn nữa nha Năm ơi. Trời ơi, anh giúp tôi đi cứu nó về để tôi quýnh nó chết. Mày đi cứu thầy Năm đi, nó quýnh thầy Năm quá trời rồi. Vậy thôi báo ngoan bắt nó luôn đi. Rồi, cảm ơn bà con bác đã ủng hộ cho những tiết mục của những bạn trẻ giống như Hải Châu. Thật sự thì giống như Châu vậy á, là những bạn cũng rất là đam mê nghệ thuật. Rồi các bạn cũng được đào tạo trường lớp bài bản. Nhưng mà thường thường các bạn trẻ cho nên các bạn chưa có điều kiện, chưa có nhiều sân khấu để phục vụ quý bà con quán. Ở đây thì hậu quán ở Sao Miệt Vườn là cây nhà lá vườn, cho nên Phương Vườn cũng rất là mạnh dạn để sắp xếp những tiết mục như thế này, để thứ nhất là phục vụ quý bà con quán, thứ hai là để cho các bạn trẻ giống như Châu có cái điều kiện để phát triển hơn. Dạ, nếu mà trong cái điều kiện hạn hẹp mà biểu diễn có điều gì sơ sót thì hy vọng quý bà cô chú anh chị góp ý rồi để các bạn tự tin hơn, để mai mốt các bạn sẽ biểu diễn tốt hơn, thì sau này mình mới có những nghệ sĩ ưu tú, những nghệ sĩ nhân dân để phục vụ quý bà con cô bác. Chứ các bạn còn trẻ mới có hai mấy tuổi đời à, mà thì dĩ nhiên là kinh nghiệm rồi chưa có thể bằng những anh chị đó. Thì cũng cảm ơn anh Khương đã tạo cơ hội cho em và anh Tuấn và anh Trương. Anh Khương đã tập cho tụi em một tiết mục để biểu diễn phục vụ cho tất cả quý bà con. Dạ, bà con có thấy được không ạ? Dạ, cảm ơn bà con quá rất nhiều. Nếu có gì sơ sót bà con mỗi mai cho con, lần sau con sẽ cố gắng hơn nữa làm thêm những tiết mục thiệt hay để phục vụ cho tất cả bà con nha. Dạ, Khương Dừa cũng cảm ơn những quý bà con cô bác đang theo dõi livestream trên kênh Khương Dừa, cũng dùng những cái bình luận để động viên cho các bạn trẻ. Cảm ơn rất nhiều. Tôi tin rằng đó sẽ là động lực rất lớn để chúng ta có thể làm nghề nghiêm túc và phát triển hơn nữa, đúng không Hải Châu? Dạ một lần nữa xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị đã dành cho bộ ba ăn ý Hải Châu, Thanh Chương và Thành Tuấn. Dạ, cảm ơn Thương. Cảm ơn Thương, cảm ơn. Dạ, một lát nữa sẽ gặp lại cho quay số trúng thưởng nha bà con ơi. Dạ xin chào, vỗ tay lên cái đi ạ. Dạ, vô tranh thủ coi chậm nọt đi nha, thấy chậm.